Vâng, em chào tất cả các bác nha. Sau đây em sẽ test một bộ ghi nhạc, đó là một con Lukman L309 và một cặp loa 432A gửi cho anh Toàn ở Hà Nội nha. Bác mua hàng bên em rất là nhiều. Giờ bác rất là quen thuộc rồi. Các bác chỉ việc thích sản phẩm nào thì alo một phát là em đem hàng gửi cho bác thôi. Đây là combo bác mua dùm cho em của bác hay sao ạ? Đây là combo rất là tuyệt vời. Thì con L309 là 16.500.000, hàng đẹp long lanh luôn nha. Con này em có quay chi tiết rồi. Và cặp loa 4312A cũng thế nha. 4312A thì giá 21.000.000 nha các bác. Rồi, sau đây mời các bác nghe chất âm của bộ này. Và sau đây mời các bác nghe một ca khúc, rồi em cũng đóng hàng gửi cho bác. Và em có cả 309V, 308L80V, L85V. Bác nào cứ có nhu cầu cứ alo cho em nha. Cứ alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Rồi chúc các bác ngủ ngon nha.